Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại một phần bài tập tiếp theo trong chùm kỹ năng rèn luyện tình cảm xã hội, đó là vệ sinh răng miệng. Ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 bức tranh nhé. Mỗi bức tranh vẽ gì các bạn cùng quan sát nha. Ở bức tranh thứ nhất, vẽ một bạn nhỏ đang lấy kem đánh răng để đánh răng đấy. Bức tranh số 2 là bạn ấy nhổ phần nước súc miệng vào trong bồn. Bức tranh số 3 bạn ấy đánh răng. Bức tranh số 4 là bạn ấy có một hàm răng rất là xinh. Các bạn sẽ phải làm gì nhỉ? Sắp xếp bức tranh được các theo thứ tự từ 1 đến 4 cho các bức tranh thể hiện việc các bước đánh răng. Như vậy chúng ta sẽ có 4 bức tranh lần lượt, đó là lấy kem đúng không? Thứ hai là đánh răng đúng không nào? Đánh răng xong nhổ răng, nhổ súc miệng này. Và thứ tư là có một hàm răng thật là xinh tươi đấy, thì lúc nào bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện tô màu lần lượt từng bức tranh một nhé. Hôm nay chúng mình sẽ tô màu bức tranh đầu tiên nha. Phần tóc thì mình sẽ tô màu đen nhé. Áo tô màu xanh nha. Cổ áo màu xanh. Áo đi sẽ màu kem. Rồi ok, vậy là mình đã tô xong được bước 1 của việc vệ sinh răng miệng rồi đúng không nào? Vệ sinh răng miệng chính là một thói quen tốt mà chúng ta nên hàng ngày chúng ta nên thực hiện các bạn nhé. Một ngày chúng ta đánh răng 2 lần, đó là lúc sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, để giữ cho chúng ta có một hàm răng luôn luôn xinh đẹp, trắng và không bị sâu răng các bạn nhé. Thời lượng của kênh đã hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.